Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với chuyên mục chia sẻ cá nhân về việc sử dụng và chăm sóc xe ô tô của Carthop. Nếu là lần đầu xem video thì anh em cho mình xin một like và một subscribe để ủng hộ nhé. Thì hôm nay mình cùng anh em sẽ bàn về chủ đề là mua ô tô nên bảo dưỡng xe ở hãng hay gara. Với câu hỏi này thì trước tiên mình sẽ đưa ra những ưu nhược điểm của việc bảo dưỡng xe trong hãng và ngoài gara. Ở hãng thì ưu điểm là anh em sẽ yên tâm về chất lượng bảo dưỡng từ A đến Z. Anh em không cần phải lăn tăn gì cả. Chỉ việc đánh xe đến, đợi khoảng 1-2 tiếng là ra thanh toán tiền rồi đánh xe về, vậy là xong. Nhưng mà nhược điểm thì đã vào hãng thì cái gì cũng đắt rồi. Và cũng không phải là ai cũng tiện gần hãng xe mình đang sử dụng để có thể dễ dàng đi tới bảo dưỡng khi cần. Còn gara thì giá cả có chút mềm hơn. Các gara lớn nhỏ cũng mọc lên rất là nhiều, vì thế dễ dàng tiếp cận với người dùng xe hơn. Tuy nhiên nếu không chọn được những gara uy tín thì việc sửa chữa bảo dưỡng cũng có nhiều tiềm ẩn và rủi ro. Vì phụ tùng và linh kiện không rõ nguồn gốc xuất xứ này, rồi đôi khi dùng hàng không chính hãng nó cũng sẽ vô tình ảnh hưởng đến xe, như là sự an toàn của anh em khi đang vận hành. Thì dựa vào những ưu nhược điểm đó thì mình cũng xin chia sẻ với anh em về việc là lúc nào lên bảo dưỡng, nên bảo dưỡng ở trong hãng và lúc nào thì nên ra gara. Thứ nhất là lốp xe, thì cái này mình khuyên anh em là anh em nên thay ở ngoài, vì sở dĩ lốp xe trong hãng và ở ngoài gara thì đều giống nhau cả, đều là các hãng lốp như Michelin này, Bridgestone này, Kumho hay là Dunlop. Thì trong khi nếu anh em thay ở hãng thì giá cao hơn gara ở ngoài khá là nhiều, khoảng tầm từ 10 đến 15%. Tiếp theo là ắc quy. Cái này mình cũng khuyên anh em là lên thay ở ngoài, vì cũng giống như lốp xe thì cũng chỉ có một số những cái tên tuổi như là ắc quy Đồng Nai này, hay là GS này, hay là Atlas của Hàn Quốc. Và việc anh em vào hãng thì nó cũng chỉ có những loại ắc quy đó thôi, mà giá lại cao hơn nữa. Vậy tội gì anh em không thay ở ngoài để tiện, để tiết kiệm chi phí hơn nhỉ? Tiếp đến là thay dầu động cơ. Dầu động cơ và lọc gió động cơ thì cái này anh em nên thay ở trong hãng nhé. Vì hiện nay trên thị trường có rất nhiều những sản phẩm hàng giả, giá thành thì không biết thế nào mà lần. Nhiều anh em tham rẻ một chút có khi lại mang họa vào thân. Và một số các hãng xe khi mua mới thì mình nhớ là có phần bảo hành động cơ. Nếu như anh em không thay dầu động cơ trong hãng ấy, mà tự ý thay bên ngoài thì nếu có vấn đề gì về động cơ thì hãng có quyền là từ chối bảo hành cơ. Nên anh em phải lưu ý cái vấn đề này nhé. Với cái mục dầu động cơ này thì mình thấy trong hãng và bên ngoài giá cũng không chênh nhau quá là nhiều đâu. Tiếp đến là phần lọc gió điều hòa. Thì cái này nó chỉ là tấm lọc ngăn bụi từ bên ngoài thổi vào khoang lái thôi, nên anh em có thể định kỳ thay ở gara hoặc là mua về tự thay đều được. Và một cái chi tiết nữa mình nghĩ anh em cũng nên để ý tới là cần gạt mưa. Cái này vào hãng thay hay là ra gara thì tốt nhỉ? Với mình thì mình nghĩ là anh em nên mua về tự thay ở nhà là tốt nhất. Chỉ xem thông số cần gạt mưa của cái xe mình đang đi là bao nhiêu, rồi anh em lên mạng đặt mua về tự thay. Trên mạng thì cũng có rất nhiều các loại với phân khúc giá từ cao đến thấp. Anh em chỉ cần đặt mua đúng kích thước xe mình đang đi là được. Thì trên đây là ý kiến của mình về việc sửa chữa bảo dưỡng xe thì nên vào hãng hay ra gara. Còn quan điểm của anh em thế nào? Cùng để lại ý kiến ở phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.